Không đâu như ở Việt Nam, trà có mặt ở rất nhiều cung bậc, từ đơn sơ giản dị hồn hậu đến cầu kỳ tinh tế. Trà có thể ngự từ chinh thự công quyền đến hang cùng ngõ hẻm, đâu cũng có trà. Người Việt dùng trà như một thức uống giải khát hàng ngày. Tùy vào sở thích mà có người uống đặc hay nhạt, uống nóng hay lạnh, uống từng chung nhỏ hay cả ly đầy. Em thích uống trà đá tại vì nó thoải mái. Và mỗi ngày lúc em dậy thường sáng em đi uống, hoặc là chiều lúc đi học xong thì em uống. Trời nắng thì mình sẽ pha trà đá. Còn ví dụ như ở nhà buổi sáng thì mình ăn sáng xong hay là gì đó, mình dùng một tách trà nóng rất là ngon. Nhưng mà uống quen rồi nó thích lắm. Giống như hồng bữa nào mà không có là giống như cảm giác mình bị thiếu cái gì vậy đó. Những quán nước ven đường có lẽ là hình ảnh đặc trưng cho văn hóa uống trà của người Việt, nhất là vào tiết trời se lạnh miền Bắc. Hớp một ngụm trà ấm nóng, trong tâm tưởng lại văng vẳng câu hát đầy biểu trưng. Quán cốc liêu xiêu một câu thơ. Trà đặc xong bắt đầu cô pha nước sôi vào, thế để cho coi như người ta uống cho nó nóng. Nước trà bao giờ nó cũng phải thích nóng, thật là nóng, uống nóng bỏng uống nó mới ngon, vừa uống vừa thổi. Nó cũng có một cái thu nhập nó nhất định nào đấy thôi, thế nhưng mà nó cũng rất là vui. Vì là mình được coi như tiếp xúc với mọi người, giao lưu mọi người. Thưởng trà của người Việt có thể gói gọn trong hai chữ: giản dị và tinh tế. Các yếu tố tạo nên nghệ thuật uống trà Việt bao gồm: nhất thủy, nhì trà, tam pha, tứ ấm, ngũ trạch và lục nhạc. Trạch chính là không gian thưởng trà, thường thấy là bên mái hiên già, hòa hợp với thiên nhiên, không đóng kín trong phòng. Còn nhạc là âm thanh, không chỉ của tiếng đàn sáo ngân nga, mà còn là tiếng nước sôi, tiếng chim hót, tiếng ngọn gió lao xao ngoài bụi tre. Trà cụ, tức đồ dùng pha trà, đạt sự tối giản cần thiết. Mọi thứ đều đủ, không hoa mỹ phô trương, nhưng vẫn toát lên sự tường minh trong thưởng trà của người Việt. Chính vì sự giản dị và tinh tế mà chỉ cần 4 bước để có được một ấm trà ngon: tráng ấm chén, đánh thức trà, pha trà và thưởng trà. Người Việt uống trà cầu kỳ có, giản đơn có, và họ uống ở bất cứ lúc nào, bất cứ khi nào, với mọi đối tượng. Và trong cái quan hệ ứng xử của người Việt với nhau đó, thì cái trà thật sự là nó mang một cái cầu nối để nó kết nối con người với nhau. Và cái thuộc tính thứ hai chúng ta thấy rất rõ là người Việt thông qua mỗi kiểu cách uống trà thể hiện những cái quan điểm nhân sinh quan trong cuộc sống. Từ hòa mình với mọi người xung quanh cho đến là cách uống để mà đãi những cái bạn tri âm, hay là người Việt uống trà để mà mình tự lấy khoảng cách với chính mình, để mình nhìn về cuộc sống, mình ngẫm lại những cái gì đã qua. Người xưa thường ví mỹ nhân tựa đóa trà mi bởi nét đẹp thanh tao thuần khiết. Chính vì vậy, hình ảnh người con gái e ấp pha trà luôn gợi lên sự đài cát kiêu sa mà không nhuốm bụi trần. Vân rất là may mắn khi mà còn nhỏ, còn trẻ thì Vân đã được học thưởng thức trà và pha trà. Đó là những cái phút giây mà chúng ta được nghỉ ngơi, được tỉnh thức. Với trà của Việt Nam, Vân rất là tự hào và Vân cũng rất là hy vọng rằng văn hóa trà của Việt Nam của mình sẽ được lan tỏa khắp thế giới và được các bạn bè quốc tế biết đến. Việt Nam của chúng ta không chỉ đẹp về áo dài, đẹp về con người, mà có những cái giá trị đằng sau những cái tách trà ngon như thế này. Văn hóa trà hiện hữu trong tất cả các hoạt động đời sống của người Việt Nam, từ sinh hoạt thường nhật cho đến những ngày lễ Tết trọng đại. Mỗi chén trà được trao cưỡi như sợi dây kết nối các thành viên, các thế hệ, thêm gắn chặt vào cội rễ quê hương bản quán. Và để cho từng giọt trà thấm sâu vào cổ họng, để cảm nhận cái ngọt ngào sau mỗi đắng cay, để tin tưởng rằng gian khó nào rồi cũng kết thúc có hậu, và tương lai luôn sáng lạng phía trước. Có lẽ đó chính là cái đạo trong nghệ thuật trà Việt Nam.